Trân trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ tư 21/6/2023. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực Lép Banh ở thủ đô Paris của Pháp, làm ít nhất 24 người bị thương và gây cháy ở trong vùng này, khói bốc khắp nơi tại cái khu vực ở tại thủ đô Paris. Cảnh sát đang điều tra, có vẻ như đây là một vụ coi như rò rỉ đường ống ga cho nên gây ra nổ. Tòa nhà, cái mặt tiền của cái tòa nhà trên đường số 5 bị sụp đổ. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt và đang tìm thêm hai người nữa có thể bị kẹt ở bên trong. Đó là theo văn phòng của thị trưởng khu vực này cho biết. Vụ nổ xảy ra gần cái bệnh viện quân đội Vac de Grace lịch sử ở tại thủ đô Paris, và là ở trong cái khu gọi là giàu có ở đây. Có khoảng 270 lính cứu hỏa và 70 xe cứu thương tham gia chữa cháy ở đây. Và đến chiều thứ tư thì vụ cháy đã được dập tắt, nhưng mà vẫn chưa có thể nào mà dập tắt hoàn toàn, trong lúc các quán bar và nhà hàng ở tại Paris bắt đầu chuẩn bị ăn mừng cái mùa hè mở ra ở tại Paris với các cái lễ hội cũng như là các buổi trình diễn nhạc khắp thành phố. Cho đến chiều ngày hôm nay thì người ta vẫn nghe tiếng xe cứu thương chạy ra chạy vô khu vực này, nhưng mà bắt đầu người dân đã đi lại bình thường ở trong khu vực mà bị cháy. Và phóng viên của hãng thông tấn AP có mặt tại hiện trường cho biết là khói vẫn tiếp tục phát ra ở các cái tòa nhà ở khu vực bị cháy. Tại thủ đô Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa quý vị, một người đàn ông 24 tuổi tên là Daniel Rodriguez, người đã từng tham gia cuộc bạo động vào ngày 6 tháng Giêng 2021 tấn công Quốc hội Hoa Kỳ. Và người này đã dùng súng điện bắn vào cổ cảnh sát viên Michael Fanon lúc đó, làm cho người này bất tỉnh và sau này người này nghỉ luôn, không làm cảnh sát nữa. Thì ngày hôm nay, anh Daniel Rodriguez đã bị án 12 năm rưỡi tù vì những cái tội ở đó. Tôi nói lộn, tôi 40 tuổi, chứ 24 tuổi. Ông Rodriguez đã nhận tội 4 tội tất cả vào hồi tháng 2, bao gồm âm mưu lật đổ chính quyền, tấn công với vũ khí nguy hiểm, cản trở công việc cảnh sát và xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tức là xâm nhập vào các khu vực quốc hội vào ngày hôm đó. Tại và tòa ngày hôm nay thì ông Rodriguez không có vẻ là ăn năn, mà ông nói lớn Trump won, tức là Tổng thống Trump thắng cuộc bầu cử năm 2020. Đây là cái điều mà ông Trump và cũng như những người ủng hộ ông Trump vẫn thường tin là ông thắng cử như thế. Trong cái buổi gọi là phán quyết ngày hôm nay thì chánh án Amy Berman Jackson nói ông Rodriguez là một đội quân one man band, tức là một người hành động một mình, one man army đã. Trong cái ngày 6 tháng Giêng, và ông này từng kêu gọi là phải có đổ máu, phải có cuộc cách mạng và phải có bạo động chống lại những kẻ thù của Tổng thống Donald Trump. Ông này cũng nói trên cái Telegram, một cái group chat mà ông tạo ra. Chánh án Jackson cũng gọi hành động của ông Rodriguez tấn công cảnh sát viên Fanon là một tấn công ghê tởm, và nói rằng ông Rodriguez trong khi tìm cách ngăn cản chuyển giao quyền hành một cách hợp pháp thì ông Fanon là cái người bảo vệ cái cuộc chuyển giao quyền hành này thì bị ông Rodriguez tấn công. Bà Jackson có nói rằng nhiệm vụ của ông Fanon đó là bảo vệ nước Mỹ. Trước khi mà chánh án đưa ra phán quyết thì ông Rodriguez có đổ thừa, nói rằng các hành động của ông xảy ra là do ông sống một cuộc đời gọi là khó khăn. Cuộc đời của ông, cuộc sống của ông khó khăn, phải đi qua đi lại, lúc thì giàu, lúc thì nghèo, cuộc sống không ổn định. Và vì các cái cuộc biểu tình, bạo động vào năm 2020 mà ông nói rằng là các tự do ngôn luận của ông bị cản trở. Và ông nói rằng tôi hành động như thế là bởi tôi nghĩ đó là điều đúng. Đó là ông Rodriguez nói như thế. Và ông cũng tự gọi ông là một người kỳ thị chủng tộc của nước Mỹ. Và hành động của ông ngày 6 tháng Giêng là đúng. Riêng cảnh sát viên Fanon trong cái buổi ở phiên tòa hôm nay thì ông nói rằng là tôi không quan tâm tới ông Rodriguez. Ông này đáng lẽ là phải biến mất từ lâu rồi. Công việc của tôi là bảo vệ hệ thống chính trị ở nước Mỹ này. Và tôi có nhiệm vụ phải ngăn chặn những cuộc tấn công vào ngày 6 tháng Giêng 2021. Cũng tại Washington DC, thưa quý vị, một thẩm phán tối cao bác viện đã bị cái tổ chức truyền thông bất vụ lợi của Republica ngày tối ngày hôm qua coi như bật mí một cái chuyện.
Đó là ông thẩm phán Samuel Alito, thẩm phán bảo thủ, bị tờ Republica phát hiện là hồi năm 2008 ông có đi đến Alaska trong một cái chuyến đi bằng máy bay riêng của một tỷ một nhà đầu tư, đó là ông Paul Singer, đi câu cá ở đây. Đó. Thì năm 2008 ông Alito đã không báo cáo cái khoản tiền này, tức là mặc dù không đưa tiền nhưng mà cái chuyến đi này được tính là hàng ngàn đô la. Đó. Thì sáng ngày hôm nay trên tờ Washington thì thẩm phán Alito có viết một bài phản biện. Ông nói rằng là ProPublica đã truy tố ông hai điều không đúng. Thứ nhất là ông đáng lý phải rút ra khỏi các vụ kiện ở tố cáo pháp viện mà có liên quan ông Paul Singer. Thứ hai là ông bắt buộc phải báo cáo cái khoản tiền này, những cái khoản chi tiêu này mà ông được hưởng từ bên phía ông Paul Singer. Đó. Ông nói rằng là ông hoàn toàn không biết chuyện này, và cái chuyến đi này do ông Leo, một nhà hoạt động tư pháp bảo thủ tổ chức. Và ông Leo là nổi tiếng đưa những cái vụ mà kiện ra tòa tối cao viện và đẩy cái tòa này đi về phía bên gọi là bảo thủ trong những năm qua, nhưng mà không có một cái gì cụ thể. Tuy nhiên hồ sơ của tòa cho thấy rằng cái công ty đầu tư NML Capital của ông Singer, có liên quan ông Singer, thì cái công ty này có xuất hiện trong hồ sơ của tối cao pháp viện nhiều lần. Ví dụ năm 2014, tối cao pháp viện đã đồng ý nghe cái kháng cáo của công ty này trong cái chuyện mà đòi tiền nợ ở các công ty khác, và lúc đó là phiếu của tối cao pháp viện là 71 đồng ý với NML Capital, mà NML Capital là có liên quan tới ông Paul Singer. Thì trong cái bài xã luận sáng ngày hôm nay thì ông Alito có nói như này: tôi có nói chuyện với ông Paul Singer chỉ có vài lần thôi trong chốn riêng tư, còn hầu hết những lần nói chuyện với ông tôi đều nói công khai, thành ra không có gì giấu giếm cả. Và ông nói rằng là tôi không hề biết ông Paul Singer là có liên hệ tới công ty NML Capital, thành ra không có lý do gì mà tôi rút lui ra khỏi các phán quyết của tối cao pháp viện. Thưa quý vị, cách đây vài tháng, một người khác đồng viện với ông Alito là thẩm phán Glenn Thomas, và ngay cả ông chủ tịch tối cao viện John Roberts và cả ông thẩm phán Neil Gorsuch cũng bị tổ chức truyền thông của Republica phanh phui những cái vụ mà những người này nhận tiền, hoặc là nhận những cái tài trợ, hoặc là có những kinh doanh đối với các công ty mà các vụ án của họ, các vụ kiện của họ đều có liên quan đến tối cao pháp viện. Cả bốn ông này đều là bốn thẩm phán bảo thủ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ngày hôm nay chuẩn thuận một điều rất là lạ, đó là họ đồng ý cho hai cái nhà hàng cao cấp ở California bán loại thịt gà mà thưa quý vị không phải do gà đẻ ra. Tức là họ lấy cái phôi, cái tế bào con gà đó, họ cho vô trong phòng thí nghiệm và họ phát triển nó thành thịt gà và bán. Thì là lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp của Mỹ cho hai cái công ty, đó là Upside Food và Good Meat, bán. Hai cái công ty này có hai cái nhà hàng, một cái Bắc ở California bán. Thì cái loại thịt này đã được Bộ Nông nghiệp coi như là kiểm soát và an toàn đó. Nhưng mà nó rất là đắt chứ nó không phải rẻ. Thì hai cái nhà hàng này coi như là bán trong thời gian tới, coi như bán thử một cái gọi là một cái nhà hàng ở San Francisco đó. Còn một cái thì là cũng ở California, để coi nó nằm một cái ở San Francisco thưa quý vị, còn một cái nữa tôi quên mất đó. Một cái nó gọi là ở chỗ ở bên tiểu bang Washington DC, xin lỗi quý vị, hai nơi, một nơi bên California, một nơi bên Washington DC. Cái nhà hàng bên Washington DC là do đầu bếp Jose Andre làm chủ, còn cái nhà hàng ở California ở San Francisco nó gọi là Bar Grand. Thì cái loại thịt này nó không có rẻ, nó đắt, cho nên ai muốn ăn thì bây giờ ra chợ không có, phải vô hai nhà hàng này ăn mới được. Thì đây là một cái phong trào mà làm cái thịt mà từ cái phôi, từ cái tế bào của con gà, của cái phong trào bảo vệ môi trường. Tức là họ nói rằng là gì, nếu cái này thành công thì trong tương lai nó sẽ được nhân ra rộng hơn, và người ta ăn cái loại thịt này đó thì không phải tốn kém thực phẩm, nước nuôi và đất đai để nuôi những cái gọi là con vật này, mà không những con gà, có thể tương lai là qua tới cả con bò, con heo các loại. Mục đích là để bảo vệ môi trường, bởi vì họ cho rằng nếu mà chăn nuôi nhiều quá đó thì nó tốn kém thực phẩm, và thực phẩm đó
nếu mà phải trồng trọt, đó, trồng trọt thực phẩm thì không ảnh hưởng môi trường, đó, nó tốn nước, nó tốn đất và nó làm cái là hủy hoại cái môi trường đi. Thành ra muốn như vậy thì người ta tính là người ta chế là thịt từ cái tế bào của con vật đó, và cứ thế họ làm mà làm. Và đi đến cái chỗ là thay vì, ví dụ như nói, ví dụ trên trái đất này nuôi 1 tỷ con gà đi, thì trong tương lai được nuôi được chừng 1 vài ngàn con thôi, chứ không cần phải nuôi nhiều. Đó. Thì người ta lấy cái thịt của những con đó, người ta nhân, người ta làm nó thành cái thịt để ăn. Đó. Đó là cái ý tưởng này, nhưng mà không biết bao giờ mới đạt được. Và đây là lần đầu tiên nước Mỹ cho phép làm bán thịt gà mà làm từ cái tế bào con gà ra, chứ không phải là do gà đẻ. Tức là họ ngoài cái tế bào, họ lấy cả cái trứng gà, họ lấy những cái gọi là những cái tế bào trong đó ra, trong trứng ra, và họ làm thay vì là con gà nó đẻ trứng đó. Thì đó là cái điểm mới ở tại nước Mỹ. Cũng tại nước Mỹ, thưa quý vị, ngày hôm nay công ty bán lẻ khổng lồ Amazon bị Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ kiện ra tòa với cái lý do họ tố cáo là công ty Amazon đã lừa đảo khách hàng, dụ người ta vào cái chương trình Prime để bán hàng cho người ta. Theo đơn kiện nộp ở tại tòa District ở Western District ở tiểu bang Washington, thì Ủy ban Thương mại của Mỹ nói rằng Amazon đã bán cái gọi là membership cho những cái người mà mua cái chương trình Prime với giá $135 một năm, có nghĩa là $14.99 một tháng. Thì đơn tố cáo của cơ quan thương mại nói như thế này, tức là Amazon đã gian dối khi mà giả bộ gài ra, đưa những hình ảnh mà người ta không biết. Khách hàng, một số người nếu không vô chương trình Prime thì rất là khó mua đồ của Amazon, cho nên phải vô cái Prime thì mới mua đồ dễ dàng hơn. Rồi có những trường hợp nữa là người ta mua hàng không tính tiền được, thì nó có cái nút màu xanh và bấm vô đó thì mới mua được. Thì bấm vô đó thì khi anh bấm vô, tức là anh vô cái membership của Prime. Đó, đó là theo đơn kiện của Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ kiện Amazon như thế. Thì hãng tin AP đưa cái tin này thì họ nói là Amazon chưa có trả lời, thì để xem có tòa xử như thế nào. Bởi vì Amazon là công ty bán lẻ, có thể nói là bán hàng qua online lớn nhất ở Mỹ, và nếu không nói là lớn nhất trên thế giới hiện nay, thưa quý vị. Trở lại với tình hình Đông Nam Á, lại căng thẳng nữa trong mấy ngày qua. 2 ngày liền tôi đưa tin cho quý vị. Bây giờ nhá, mấy tàu Trung Quốc xuống vùng bãi tư chính của Việt Nam. Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan 25 tháng 6 này, tức là tuần tới, còn mấy ngày, 4 ngày nữa sẽ vào cảng Đà Nẵng. Ngày hôm qua thì khu trục hạm lớn nhất của Nhật là Izumo đã vào cảng Cam Ranh. Họ sẽ ở từ ngày 20 đến 23. Họ ra, ra xong đó thì 25 thì là canh Ronald Reagan vào cho tới 30. Đó. Rồi cũng ngày 19 tháng 6 thì là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam sang làm Ấn Độ. Ấn Độ tặng cho một chiếc tàu gọi là hộ vệ INS Kuban. Đó, cũng khoảng hơn 1.000 tấn. Đó là những cái chuyện đó. Rồi chúng ta thấy rằng là hôm qua tôi đưa cho quý vị coi là có cái lúc là cái tàu Trung Quốc nó đi nó áp sát tàu Việt Nam, vân 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 vân. Đó. Thì ngày hôm qua tôi có nói với quý vị là Izumo nó tập trận với lại Ronald Reagan trong 5 ngày trước khi nó vào Cam Ranh. Đó. Thì ngày hôm nay lại có những tin nóng bỏng liên quan đến khu vực này. Thứ nhất là hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc hôm nay đã đi qua eo biển Đài Loan mà đi xuống phía Nam. Có nghĩa là đi về Biển Đông. Không biết về để làm cái gì, nhưng mà rõ ràng đang đi về cái hướng mà đang nóng bỏng nhất ở Biển Đông hiện nay. Thì trong lúc cái tàu đi qua eo biển Đài Loan ngày hôm nay thì quân đội Đài Loan đã được báo động. Đó, báo động trong tình trạng là có thể là họ làm cái gì đó mình không biết, bởi vì chúng ta biết rằng là Trung Quốc Đài Loan trong thời gian qua căng thẳng ghê lắm, nhất là sau khi có cái chuyến thăm của bà Nancy Pelosi vào tháng 8 năm ngoái, và mới đây thì cách đây mấy tháng thì bà Thái Anh Văn cũng gặp ông chủ tịch Hạ viện của Mỹ là Kevin McCarthy ở bên California, làm cho Trung Quốc mở 2-3 cuộc tập trận bao vây Đài Loan. Thành Đài Loan bây giờ thấy càng có mẫu hạm này đi qua thì họ cũng phải chuẩn bị. Nhưng mà hàng không mẫu hạm này đi về hướng Nam, tức là hướng Biển Đông. Hàng không mẫu hạm này đó là được hạ thủy năm 2019 và là hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc chế tạo, bắt chước theo cái mô hình của cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Cái Liêu Ninh đó là ngày xưa Trung Quốc mua của Ukraine là cái tàu đó. Xong mua về cái họ mới chế lại, họ gắn lắp ráp này kia các máy, họ thành cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Rồi dựa trên cái mô hình đó họ chế hàng không mẫu hạm Sơn Đông. Và cái Sơn Đông này trong thời gian qua là có tập trận ở giải Biển Đông, sau đó nó đi ngược lên lại trên phía biển Hoa Đông, và hôm nay nó lại đi từ biển Hoa Đông đi qua eo biển Đài Loan và đi xuống phía Nam là xuống Biển Đông.
chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng đó là những gì mà hãng thông tấn Reuters và các hãng khác đưa tin ngày hôm nay. Trong khi đó thì thưa quý vị, có một tin là động trời luôn ở tại Đông Á, đó là ngày hôm qua nhiều hãng tin cho biết, trong đó cả Yahoo News cho biết luôn, hai chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ lần đầu tiên đáp xuống Indonesia, lần đầu tiên nha quý vị, từ xưa giờ chưa bao giờ có. Hai chiếc máy bay này đã được ba chiếc F-16 của Indonesia bám theo và hộ tống. Đây là các cái máy bay của cái nhóm gọi là Air Global Strike Command, bảo và coi như là Pacific Air Force, đó, bảo vệ cái vùng mà biển Thái Bình Dương và Đông Á. Thì coi như là ngày hôm qua hai chiếc máy bay này đáp xuống phi trường Kuala Namu, phi trường quốc tế Kuala Namu ở phía bắc của đảo Sumatra. Đó. Theo Twitter account của một người tên là Jason Shin, thì đây là cái chuyện này đã được coi như là sau đó không quân Indonesia xác nhận. Và họ nói rằng là hai cái chiếc máy bay này bay xuất phát từ căn cứ không quân Anderson Air Force Base ở đảo Guam, tức là ở bên kia Philippines. Quý vị biết đảo Guam nằm Thái Bình Dương, nó bay qua Philippines và nó bay xuống đáp xuống Indonesia và được ba chiếc F-16 nghênh đón. Đó là theo cái lực lượng không quân của Indonesia cho biết như vậy. Thì thưa quý vị, B-52 được coi như xuất hiện lần đầu tiên vào thập niên 1950 và trở thành một trong những cái loại máy bay mà gọi là dữ dội nhất của không lực Mỹ, tức là chuyên môn đi thả bom. Và quý vị biết trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, như chiến tranh lạnh, B-52 thả bom rất là nhiều, đặc biệt là tại Việt Nam, và coi như là được coi là hung thần. Mỗi lần nó bay đi nó bay trên trời thế này, ở dưới có một loạt máy bay ép dưới bay bảo vệ rất là khó bắn. Có một số máy bay cũng từng bị bắn rơi tại Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam. Thì đây là lần đầu tiên bay đến Indonesia. Thì nhiều quan sát viên cho biết có thể đây là một cái hình thức chuẩn bị, có những tình hình căng thẳng ở trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, thì có máy bay bay như vậy. Trước đây thì B-52 bay từ Guam, thường hay bay qua khu vực Đài Loan, nó bay ở trên trời, họ bay xong họ bay về. Thì khi họ bay như vậy đó, không đủ xăng, thì họ có máy bay tiếp xăng trên trời. Đó. Kỳ này bay từ Guam mà qua Indonesia rồi đáp xuống trường, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Đó. Thì cho quý vị biết là tình hình ở tại Biển Đông là rất căng thẳng, bởi vì ở phía bắc của Indonesia là Biển Đông, nó có cái đảo Natuna, cũng là cái nơi mà giáp vùng lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc mà cũng gần bãi thị chính của Việt Nam luôn. Và cuối cùng thưa quý vị, siêu cầu thủ Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha ngày hôm qua đã thi đấu một trận trong vòng loại Euro 24 với đội Iceland và anh đã ghi bàn phút thứ 89 giúp cho Bồ Đào Nha thắng 1-0. Nhưng điều đáng nói là ngày hôm qua là lần thứ 200 Ronaldo được tuyển vào đội tuyển Bồ Đào Nha, lập kỷ lục thế giới. Anh coi như là người đầu tiên trong vũ trụ loài người được đội tuyển quốc gia, một đội tuyển quốc gia nha, tuyển 200 lần. 200 lần. Trước đây thì anh cũng lập cái kỷ lục là 197 lần. Và đó là kỷ lục của anh, bây giờ anh ngày hôm qua chính anh phá kỷ lục của anh luôn. Và cái trận ngày hôm qua thưa quý vị, hôm trước đó là coi như là anh, xin lỗi quý vị, anh lập được 197 lần khoác áo đội tuyển, là 196 lần trước đây đó là của cầu thủ Baber El Moutawa của Kuwait, là người đã giữ kỷ lục cho đến khi mà trong hồi tháng 3 vừa rồi đó, trong trận đấu cũng vòng loại Euro 24 để Bồ Đào Nha thắng Liechtenstein đó, thì lúc đó là 197, lần thứ 197 của Ronaldo. Còn ngày hôm qua đá với Iceland là lần thứ 200. Và ngày hôm qua bàn thắng thứ ở phút 89 trong trận đấu này cũng là bàn thắng thứ 123 của Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiếp tục, anh tiếp tục giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá của Bồ Đào Nha. Đó. Hiện nay Ronaldo đang khoác áo cho một câu lạc bộ giàu có ở bên Saudi Arabia. Với cái giá tiền mà thưa quý vị chuyển nhượng khủng khiếp luôn. Và hôm qua sau khi đá xong trận này thì Ronaldo nói: tôi rất sung sướng, đạt được 200 lần khoác áo đội tuyển là một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới, không thể tin được. Đó là lời Ronaldo hiện nay đang khoác áo một câu lạc bộ của Saudi Arabia nói như thế. Đó là câu lạc bộ El Nasr ở tại Saudi Arabia. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình ngày mai.